tất cả những quý khách hàng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và vì tình yêu của tất cả quý vị mà chúng tôi đã có những con số mơ ước trong suốt khoảng 6 năm vừa qua, nhưng ngày hôm nay thì lại một lần nữa đã thúc đẩy ekip của thương hiệu MOI Cosmetics đã sáng tạo thêm một bộ sưu tập trong lần này để giới thiệu đến với tất cả quý vị. Và đây là phiên bản giới hạn ra sao, tí xíu nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau bật mí. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng về sân khấu để vỗ tay thật lớn để chào đón lên đây hai nhân vật quan trọng của MOI Cosmetics. Xin được giới thiệu nhà sáng lập Kim CEO anh Lâm Thanh Kim, đồng sáng lập và là giám đốc sáng tạo của thương hiệu MOI Cosmetics, ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ đã cùng đến đây để ủng hộ cho Hà cũng như Kim cũng như MOI. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đặc biệt của mình cho MOI trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Dạ vâng, còn anh Lâm Thanh Kim, cảm xúc của riêng anh như thế nào khi đến với sự kiện lần này ạ? Xin chào Quang Vinh hai họ. Hai họ Quang Vinh hai họ mới lên mà bắt của anh. Chắc là cần thiết nhất ngay lúc này là lời cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn những anh chị em nghệ sĩ, các anh chị em báo chí, truyền thông và các nhà sáng tạo nội dung. Cho dù là thời buổi kinh tế suy thoái nhưng mà vẫn chấp nhận đổ xăng đầy mình để có mặt ở đây ngày hôm nay là một thứ rất tuyệt vời. Xin được ạ. Dạ, em có nghe nói là kinh tế ok, độ ổn không nào? Dạ, hôm nay em thấy là đội quân của gia đình Lê Dương Bảo Lâm tới thì chắc chắn là cũng rần 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 rồi chị ha. Đây là có một món nợ ân tình hôm nay và ngày mai cho nên là ai cũng giữ lời hứa của mình hết. Cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm đã đưa hai con tới đây nè. Rồi cảm ơn Xuyến cũng vừa sinh em bé xong nhưng mà cũng hôm nay cũng đến đây. Cảm ơn Phạm Thoại này, một lát nữa livestream cũng đến đây. Rồi Hoa hậu Hương Giang một lát nữa cũng livestream, thì như là mấy chục tỷ gì đó cũng đang ở đây. Một người chị rất là đặc biệt từ Mỹ, chị Mimi Morris cũng về đây. Ngọc Thanh, Luna Đào, Lưu Hòa Trinh cùng với chồng của mình, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Người yêu của Hồ Hà, Kim Lý ạ. Kim Lý, Lisa Leon thì tới hết. Nói chung hôm nay là nhà mình là kéo đến đây đông đủ hết. Và đặc biệt hơn hết mọi người thấy là ai cũng trẻ trung và xinh đẹp hết. Quý vị thấy chúng tôi đang diện lên trên người của mình dress code ngày hôm nay là những bộ trang phục denim với một cái tông màu nó rất là nhẹ nhàng, thanh tao nhưng vẫn giữ được cái sự cá tính của riêng mình. Vậy thì có thể là cái sự biểu tượng là cái điều quan trọng nhất mà MOI luôn luôn mong muốn gìn giữ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Vậy lần này không biết anh Lâm Thanh Kim có thể giới thiệu đến với bọn em là cái biểu tượng của cái bộ sưu tập lần này sẽ như thế nào không ạ? Nhắc tới từ biểu tượng thì chắc chắn logo là một thứ thể hiện cái tính biểu tượng cao nhất của một thương hiệu. Và ngày hôm nay sau 5 năm hoạt động và bước vào năm thứ 6, lần đầu tiên mà MOI thay đổi logo của mình cho một bộ sưu tập mới thì có thể thể hiện được cái sự quan trọng của bộ sưu tập lần này. Và khi mà nhìn vào cái logo lần này có thể thấy được cái sự hiện đại và trẻ trung, gọi là cá tính hơn, thì đó cũng chính là tinh thần của bộ sưu tập lần này, một sự đổi mới và thay đổi của MOI vào năm thứ 6 này. Quá tuyệt vời, một tràng vỗ tay được lớn cho sự thay đổi diện mạo hoàn toàn mới với logo này quý vị ơi. Dạ, mình thường thấy là MOI không ngừng luôn luôn sáng tạo để có thể là tạo ra nhiều những cái cú bứt phá mới, không chỉ riêng là cái logo này mà trong tất cả những cái bộ sưu tập trước đó rồi mà mình đang sở hữu. Thì lần này thì không biết là chị Hồ Ngọc Hà phải giải đáp cho Minh Sù thôi, bởi vì Minh Sù biết rằng là chị không đơn thuần là một nữ nghệ sĩ Việt Nam, là ca sĩ nè, là một biểu tượng về nhan sắc, nhưng mà chị luôn luôn muốn kết hợp tất cả mọi thứ lại để tạo ra được những giá trị tuyệt vời nhất. Vậy thì đối với việc làm đẹp và cả thời trang ngày hôm nay thì có liên quan gì đến với cái bộ sưu tập không chị? Cái này chắc cũng là phải cảm ơn Phạm Thoại, bởi vì Phạm Thoại cũng đã từng chia sẻ là son MOI cũng đã nổi tiếng rồi, cũng đã đẹp rồi, tuy nhiên là phải có lâu lâu mỗi năm phải cho ra một bộ sưu tập đặc biệt gì đấy để cho mọi người nhớ tới, là ngoài chuyện chất lượng đẹp nhưng mà bao bì ở bên ngoài cũng hấp dẫn tất cả người mua nữa. Nên là lần này MOI cũng cho ra một bộ sưu tập cực kỳ là lạ và mới để đẩy mạnh hơn, mở rộng hơn thị trường khách hàng trẻ trung hơn.
Và lần này thì cũng xin được chắc chắn với mọi người một điều là về chất lượng là Hà cảm thấy đã nhất từ trước tới nay luôn. Nên là một lát nữa khi mà vào clip thì Hà sẽ giới thiệu sâu hơn về sản phẩm lần này là như thế nào. Dạ, Minh Sư thấy là trong năm vừa qua thì mình cũng có kết hợp với nhà thiết kế Công Trí, cũng đã tạo ra rất là nhiều những sự kết hợp về thời trang và cả làm đẹp. Và Minh Sư tin là quý vị ai mà yêu cái đẹp chắc chắn thì không thể nào thiếu cái việc là mình mặc đẹp mỗi ngày. Và nếu yêu bản thân mình thì chúng ta cũng đừng quên làm đẹp cho bản thân mình mỗi ngày để chúng ta tự tin hơn, đúng không chị? Và lần này thì để nói về cái từ khóa là Iconic thì chắc chắn trên sân khấu ở đây quý vị có thể vỗ tay thật lớn cho Iconic Việt Nam Hồng Ngọc Hà được không ạ? Cứ bắt mọi người vỗ tay xin chào ạ. Dạ, tại vì sao mà Minh Sùng muốn mọi người vỗ tay như thế? Bởi vì là phải cảm ơn chị Hồng Ngọc Hà rất là nhiều vì đã luôn luôn mang lại cái biểu tượng của chính mình, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, không chỉ riêng ở Việt Nam mà có cả quốc tế nữa. Lần này thì chúng ta sẽ nói về cái bộ sưu tập mới nhất là The New Iconic. Và không biết là chị Hà có thể bật mí cho mọi người tí xíu trước khi mà chúng ta xem video clip ạ, cái ý tưởng lần này của mình như thế nào ạ? Thực ra biểu tượng thì tất cả chúng ta ai cũng là một biểu tượng, không ai giống nhau hết. Và tất cả chúng ta đều truyền cảm hứng cho những người xung quanh mình bằng tất cả những cái điều tuyệt vời nhất ở trong mỗi một con người. Nên là với cây son này cũng vậy, mỗi một màu son thì sẽ là một biểu tượng, một hình ảnh, một màu sắc khác nhau. Và cũng sẽ tượng trưng cho tính cách cũng như cá tính của tất cả khách hàng. Vì vậy mà quý vị ngay tại ở đây từng nghĩ rằng là các nghệ sĩ sẽ trở thành biểu tượng hay bất kỳ một ai đó mới có thể truyền cảm hứng, mà ngay cả tất cả quý vị Hà lướt TikTok thôi, tất cả quý vị, một người Hà không biết, nhưng mà những câu chuyện và những cách sống của các bạn đã truyền cảm hứng tới Hà và cảm thấy giúp Hà vui hơn, thì đó chính các bạn cũng là Iconic. Vì vậy mà bộ sưu tập lần này là để tuyên dương tất cả chúng ta, đặc biệt là những người luôn yêu chính mình, yêu bản thân của mình và biết chăm sóc mình. Và khi các bạn biết yêu bản thân của mình thì chắc chắn các bạn sẽ trở thành những biểu tượng. Yeah! Applause lên liền quý vị. Tôi yêu hầu một lần nữa chị nha. Quý vị thân mến, là chị Hà đã chia sẻ rất là nhiều về ý tưởng cũng như là cái thông điệp vô cùng tuyệt vời dành cho cái bộ sưu tập lần này rồi. Và ngay bây giờ chúng tôi rất là nóng lòng để giới thiệu đến với tất cả quý vị một diện mạo hoàn toàn mới trong bộ sưu tập lần này, ngay bây giờ bằng một video clip. Dạ, xin mời Lâm Thành Kim chúng ta trở về vị trí phía dưới và Jessica. Xin mời một chiếc mic roll lên sân khấu giúp Minh Sùng được không ạ? Làn môi này mà đánh son thì bao lâu hết một thỏa xăm? Vâng, xin mời trả lời ạ. Dạ vâng. Jessica! Ủa sao thêm mà điềm đạm dữ vậy? Ngày lần đầu tiên xin phép Jessica đến tất cả bà con là chúng ta rất là trân trọng nhớ ạ. Thank you! Quá trời rồi. Cái lắm ơi. Thôi tuyệt vời rồi. Thế bây chị Hà hỏi kìa. Hỏi gì đôi môi này? Okay. Hỏi tôi gì? Vậy là vừa nãy hỏi xong nhìn là không hề quên. Là cô môi này mà đánh son thì khoảng bao lâu hết một thỏi son? Là một lần đánh một ký son. Trời. Thường là đánh một lần heo son, hơi heo son là mọi thường lượng nào. Thì bây giờ tìm một cái loại nào mà gọi là đánh một cái là nó dính liền. Đánh một cái dính liền mà dở heo son. Vậy bây giờ cho Lâm lựa. Bây giờ mở lên 6 màu son cho Lâm lựa. Bây giờ màu son của chị Hồng Hà luôn luôn là unisex lắm. Ví dụ là nữ xài là chắc chắn rồi, nhưng nam vẫn có thể xài được luôn. Được không? Được. Đăng lên bên giá không? Lựa, không, không phải bên giá. Ok. Rồi bây giờ là Lâm lựa cái nào? Bây giờ mình đọc cái tên nó đi. À, xin lây nè. Xin lây của mình. Mình đọc tiếng Việt. Có tiếng Việt bên kia đọc không? Ủa sao không chỉ kia trời ơi. Đúng rồi. Không, bây giờ mình mới đi Mỹ về. Mình mới đi Mỹ về là mình phải nói tiếng Anh đồ hơn rồi. Ok. Slay. A heart. Hay quá. Ok. Đâu có tốn hóa học cái gì mà xe xe hết đi xe vậy? Này là phản ứng hóa học hả? Không, cứ đọc tiếng Việt đi. Ok. Là gì? Sập cờ hờ y cờ. Là đọc tiếng Việt là gì? Chết chết. Chị Hà yêu... Chị Hà ý. Chị Hà ý... Chị. Chị Hà... Hồng Anh. Chính đó. Chính đó. Ok. Good, gone, young, strong. Cái này là gì? Cái này là good. Ồ, good hả chị? À, chứ phải con hả chị? Lớp học tiếng Anh bắt đầu chưa? Dạ. Đi men sát được chị. Thôi bây giờ mình lựa màu đi. Màu nào sẽ hợp với đôi môi của Lê Dương Lâm nhất? Đúng rồi. Màu nào? Màu sẽ hợp. Nhìn đôi môi thắm xinh lắm đang xài son chi đó lắm. Xài son slay đi. Slay. Slay ok chị? Ok. Bây giờ nếu như so với những gì mà từ đấy giờ chị quảng cáo và cái mẫu son này nhìn thì theo em là thỏi son này khoảng bao nhiêu? Ngày xưa em đã làm cho chị từ cái lúc mà em chưa nổi tiếng. Em đã like cho chị ngày đêm, chị còn nhớ chứ? Nhớ chứ. Đúng, em có qua nhà chị. Và chị trả lương cho em là 2 triệu rưỡi. Đó. Là 8 năm trước. Khó. Thì đến bây giờ thì... Bây giờ là bao nhiêu?
Thời trước thì em bán một cây là khoảng 300 mấy. Đúng rồi, lúc đó là kinh tế cũng khó khăn, nhưng mà em thấy ta mua được. Thì 10 năm nó trôi qua rồi, chắc mày lên chứ hả? Lên chứ. Đúng. Thương hiệu Việt Nam mới bước sang năm thứ 6. Thì bởi từ đó, nãy giờ ngồi đây không nghe một cái gì hết. Mà trong khi 8 năm trước em ra cho chị, trong khi người ta mới có 6 năm thành lập. Đúng, đi đâu. Không sao, làm lời. Làm lời. 6 năm thôi. 6 năm thì bây giờ mình lên khoảng... có thưởng gì hay không? Có thưởng chứ. Thưởng gì? Chúng có thưởng. Rồi, chúng có thưởng. Mé mé có thưởng hay không? Mé mé có thưởng gần nhất là bây giờ triệu thì nó quá mắc chị ha. Triệu thì gần cũng ok đó. Nhưng mà bán mình chị Hà. Chị Hà teaser. Chất lượng thì quốc tế, nhưng giá thì rất Việt Nam. Đúng với cái... Em đang đoán là một thỏi son hay là một hộp son sáu? Một thỏi son kệ. Đúng với cái thương hiệu của chị gọi là bán là live stream này nọ, bán triệu cũng ra đơn đó. Đúng. Nhưng mà cũng ít. Thành tích xuống 900 đi, 900 mà 900 cũng không được đâu, không được 900 thì cũng mua nhiều đó, nhưng mà cũng không có là một ngàn quà thôi. Hợp ok, 500 rưỡi đi, hợp lý chốt giá chưa? Khoảng 500 rưỡi, 600, 500 rưỡi, 500 rưỡi phi ship toàn quốc, 500 phi ship toàn quốc, rẻ lắm, nữa đi, 409 phi ship toàn quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội phi ship. Còn nữa đi. Có tệ quá, đi nhưng mà nói hoài. Nhưng mà thấy ông chất lượng cả đời không? Đó, rất là xịn sò nhưng mà giá rất là mềm mại luôn. Nhiều? Chưa biết. Bây giờ mình đoán thôi, tí xíu nữa. Bật đi sao? Thì bây giờ em đoán là 490 nha. 490. Ok. Rồi bây giờ xuống dưới đây. Theo phạm thoại thì là thỏi son này bao nhiêu? Chuyên gia giúp chị Hà bán son ở trên TikTok. Dạ. Em thì... với một cái tờ son mà mới một cái thiết kế khá là đẹp thế này thì em cũng đoán cũng phải áng áng với anh Lâm á, khoảng tầm 550 một rồi. 550 ha. Dạ. Rồi ok, tiếp đó Xuyến luôn đi chị. Xuyến ơi, nữ hoàng bán hàng bao nhiêu nè? Em nghĩ loại này tầm cỡ dao động khoảng 450 tới 500. Đúng. Giá là dễ bán mà chị, mắc quá rồi ấy lắm. Free ship luôn đúng không ạ? Đúng, free ship. 500, 450, bên đây là nhiêu? 499. Thường thường là 99. Rồi. Bây giờ cho hỏi Hoa Hậu Hương Giang đi. Giang cũng đã kết hợp với chị Hồ Ngọc Hà trong một cái lần ra mắt rồi. Thế thì bây giờ với một thỏi son thôi, diện mạo hoàn toàn mới luôn, thì Giang dự đoán là bao nhiêu? Đi hỏi CEO bao nhiêu? Cho Giang được rồi, chào đến tất cả mọi người ạ. Em nghĩ là cái thỏi này nó đã là denim thì nó sẽ gắn với trẻ. Trẻ trung như vậy thì chắc là sẽ là cái giá hợp lý. Mà chị Hà là hay 99. Tại vì 99 là nó tiệm cận, nhưng mà nó lại làm cho người ta cảm giác là nó rẻ. Thì em đoán là dưới 10 triệu. Ủa? Mà cụ thể là 399 ngàn. 399 đúng không? 399 ngàn. Bên này là 499, Giang là 399. Em mời tiếp theo luôn chị Mimi giúp em cái đi. Chị Mimi cho em một cái con số dự đoán đi. Dạ. Chị cũng trả. Chị Mimi là Giang Business. Yes. Thế thì bây giờ chị đoán được. Có mối gì chị phải tính đấy. Để theo chị bao nhiêu chốt đơn hả? Đây chị, đây. Chị nhìn kia. Chị thì phải xịn, đẹp, rẻ chị mới mua. Nó xinh, nó đẹp, rẻ. Hãy đến với em không ai cosmetic. Đúng rồi. 399. 399. Dạ, giống như Tương Giang luôn. Ngồi cạnh CEO. Ngồi cạnh CEO. Nghi lắm, không biết có trả bài không nè. Tham mì, em điều đấy là bao nhiêu tiền? Dạ, hôm qua em cũng có hỏi anh CEO là hôm nay chính thức là ra mắt sản phẩm gì. Nhưng mà em quên mất cái khúc mọi giá. Dạ, nhưng mà... Đại thôi. Dạ, em đại đi. Em thấy có 399 rồi thì chắc là em nghĩ là thêm đó một cái giá mới. 359. 359, dạ. Cũng hợp lý nha chị nha. 359 hợp lý luôn. Liên Hoa Trinh. Số điện thoại em 369, em đoán 369 luôn. 369 luôn, số tiếng luôn được luôn, 369. Có quý vị khán giả nào muốn đoán giá không ạ? Mọi người nghĩ là với một thỏi son là bao nhiêu tiền ạ? Mọi người nói lớn lên giúp bây giờ được không ạ? Cho một bạn áo đỏ đằng kia đi. Rồi. Dạ. 399. 399 luôn chị ạ. Còn dạ. Bên này ạ. Dạ, em chào chị ạ. Dạ, chị bớt quay này. Bây giờ theo chị thỏi son này bao nhiêu? Nói đúng là được tặng son luôn á. 399. 399. Dạ, em cảm ơn chị nha. Em nghi là chị được tặng son rồi đó. Sao em thấy lúc mà Hương Giang nói 399 xong mọi người thấy hợp lý chị ơi. Xong cái cũng theo nha, thuận nha.
thì coi như là nếu mà cái giá này mà nó chính xác một cái là hy vọng rằng tất cả mọi người ai cũng nên sở hữu một mẫu son này để bùng nổ đêm nay nha. Nếu mà khách hàng đã bình chọn là 399 nghĩa là tầm đó là bán quá được, đúng rồi. Đúng rồi. Ok, chúng ta cùng đếm nhá, xem thử mình có được nhận quà không nào. Vâng ạ, và một thỏi son phiên bản mới denim diện mạo hoàn toàn mới này sẽ có giá là 3, 2, 1, xin mời. 3, 9, 9. Không sao, bây giờ hiện ra cái 399 mình suýt nữa mình trúng rồi. 55 thấy sao? Sao mấy năm mà lại lên giá chán vậy? Mình phải bán mắc hơn mình mới giàu nữa chứ, chứ chị lên gì mà ít vậy? Đó chị, bây giờ Lâm chị khuyên kìa. Chị không lên luôn đó em ạ. Trời ơi, nó bị gọi là dậm chân tại chỗ quá. Nhưng mà sản phẩm thì giá như thế thôi, nhưng mà số lượng thì bán nhiều em ạ. Hợp lý chưa? Dạ. Rồi biết đâu mai mốt là mấy chục ngàn nương ở bên đây nè, Phạm Thoại với Kim Xuyến nè. Mở hàng luôn. Bây giờ chốt luôn, bây giờ mở luôn gì hả? Rồi rồi rồi. Kính thưa tất cả quý vị, ngay giây phút lâm trọng này đây, chúng tôi muốn mở bát luôn. Tí xíu nữa mình unveil cái này ra, mình mở cái hộp đó ra thì mình mới được mở bán. Nhưng chị Hà cho phép bán trước được không? Cho chốt đơn trước được không? Rốt rẻn đi. Rốt rẻn nha. Bây giờ ai làm trước, Thoại hay là Xuyến làm trước? Rồi rồi rồi. Thảo luận với nhau đi hai đứa. Em nghĩ rằng là thật ra thì hôm vừa rồi em mới like cho nhà em mobile, em vừa lên cho chị đúng 1 phút tất cả sản phẩm là chị show out hết. Không còn. Nên là em nghĩ là bây giờ mà có 500 cây thì chắc không biết bao nhiêu giây ta. Theo chị Xuyến thì bây giờ em mới lên mà 1.000 cây để tặng khách thì sao chị? Theo chị Xuyến là chơi không? Chơi. Thật ra là 1.000 cây nó cũng không đáng bao nhiêu tiền hết, đúng không? Đây là nếu như mà được là em chốt 1.000 cây cho chị Hà này. Nghìn cây luôn. Cuộc chiến đã bắt đầu, Phạm Thoại 1.000 cây son. Rồi, Kim Xuyến sao? Chị em có đôi có cánh. Phạm Thoại 1.000, em cũng 1.000. Hương Giang ơi. Hương Giang ơi. Có chốt lúc này em ơi. Bây giờ 2.000 là thổi son rồi. Dạ, không, cái người ngồi cạnh. Dạ vâng, xin được giới thiệu đến với tất cả chị Mimi. Chị không có gì với một cái tên gọi mọi người đặt cho chị, đó là tỷ phú nha mọi người nhé. Vậy thì xin mời chị Mimi Morris, chị giúp em là... Rốt rẻn liền đấy chị. Rốt rẻn. Nếu như được sở hữu, chị muốn ủng hộ MOI với sản phẩm lần này bao nhiêu thổi son ạ? Chắc 2.000 quá, chị về chị ngủ với son. 2.000 à chị? 2.000 thổi son. Dạ, chị xếp lên thành một cái giường, chị ngủ lên trên đó chị cũng thấy vui rồi. Hương Giang. Dạ, Hương Giang nhiêu cây em? Alo chị ơi, em phải làm sao mà em dám qua mặt chị? Em làm sao dám qua mặt chị? Đó. Thôi, 1.999 cây. Cảm ơn Hương Giang. Dạ. Đúng không? Em sao không chị được? Quá tuyệt vời luôn. Chị ơi, bây giờ là 5.999 thỏi son đã được bán rồi. Mà trong...